giữa đường rồi nè. Trời, hôm nay mù hôm nay là mù gió, mù sương đây anh. Lái nữa, mù gió lại biết gì không? Chúng mình chỉ còn 2 mile nữa là tới nơi. Nói lên trên này là có tuyết rồi nè. Tuyết đầu mùa, người ta nói gặp tuyết đầu mùa thì sẽ gặp tình yêu. Đi đi. Đây ướt hết nè, khi em đội cái mũ lên chứ không trời mưa ướt nè con. Đội mũ. Đây bây giờ mình đi sẽ đi treo. Ừ. Mình biết khổng lồ. Khổng lồ à. Ướt hết làm sao? Hả? Ướt hết. Ướt hết. Ướt hết. Ướt hết. Cái đó len mà, làm len nó ướt mà. Tại có cái loại chiên mang tuyết đó. Thì ngày qua mẹ nói là chơi cái kia cầm kia đi mà không đứa nào ra thử thôi. Đi, đi con. Bây giờ nhà mình sẽ đi cái treo đầu tiên hôm nay nè. Điểm danh, điểm danh. Đây là chị hai, đây là Terry. Tôi tên là chị hai trong nhà. Tên là đó, kêu là không biết là hip hop nào đây. Đây là bánh bèo. Bánh bao, bánh bao. Không chịu bánh bèo thì bánh bao. Cái là anh hai. Đây là nhân vật chính của hôm nay. Nhân vật chính trong những nhân vật chính. Ok. Hôm nay chỉ có tuyết nhẹ thôi. Tuyết đầu mùa. Nên chưa có chơi được nhiều trò lắm. Hy vọng là sẽ một thời gian ngắn nữa thôi, 1-2 tuần nữa. Cali có nhiều tuyết để cho các em nhỏ được vui chơi thỏa thích. Nhà có con gái mình nó rất là điệu. Đi tuyết mà nó giống như là nó đi con gái giống như là đi gì ta, giống cái này như Hàn đi Quốc á. À, kiểu Hàn Quốc hả? Hàn Quốc hay Nhật gì đó, người ta đi tuyết á, đi từ cái này là sẽ mặc đồ đi với người yêu. Ôi đi trong tuyết thì mặc đồ vậy. Giống như là cố tình để cho nó lạnh hả? Sao vậy? Cái hoàng tử cái là sưởi ấm như gì phải không? Kiểu đó gì? I know. Let's see. Rất là đông. Chiều tuyết năm nay không nhiều lắm, không nhiều, nhưng mà thật sự là Cali bây giờ nhốt ở nhà lâu quá thì phải đi thôi, ít nhiều tuyết gì cũng phải đi thôi, nhốt quá rồi. Tôi tưởng là mấy chỗ này là ít người đi, nhưng mà chắc nhiều người ai cũng nghĩ giống mình vậy, nên chỗ này là kín hết chỗ luôn. Cái cây này bự nè. Cái này chắc cũng phải là nó có cái không tin nè. 1881 commander 1928 deputy I guess depth caliph Nevada veterans of foreign wars of the United States 1927 dedicated by 1928 officer. Cái cây này hiện nay là mình thấy ba người ôm nhưng mà vẫn chưa hết. Cả nhà vô đây, cái cây này rất là bự nha. Cây này là cây, cái tên của nó là gì Kha? Có một anh chàng nhỏ mang tuyết vào. Thêm một cây bự nữa. Như cây này là bự nhất chỗ này nè, nhưng mà nó bị gãy rồi. Bây giờ còn cái đế chân không kìa. Người ta có làm cái cầu thang để đi lên đó, lên xem cái đường kính của nó như thế nào.
Kim cái có cái cây bự nè. Cây xuyên quá đó của hai nó có đó mà giờ nó hư rồi. Ở đây nè. Ở đây nè cái cây mà xe đi xuyên qua là ở này luôn nè. Hả? À. Wow, cây này bự nè. Đó, bự nè. Mọi người đang đứng ở trên cái gốc cây đó nè. Kia là một khúc một phần của cái thân cây này. Đó, nó nằm đó như một căn nhà bự luôn. Đây, nhà mình đâu? Lên đây, lại đây, lại đây. Nhà mình đâu? Đây nè, mẹ đây. Đây, tập trung lên trên đứng lại nè. Đây là mọi người rất là đẹp. Đứng trên một cái gốc cây. Cây này có thể là cái chiều ngang của nó nha. Vì đâu con? Khoảng 6 đến 7 mét. 6 đến 7 mét hả? À, cái đường kính của nó đó, cái đường kính của cái cây này nó khoảng chừng 6 đến 7 mét. Ừ. Đây mình estimate thôi. Ừ. Thì 6 đến 7 mét thật sự là nó quá khủng khiếp. Oh, cũng good. Oh, good anh Hiền. Hả? Good chọn này vui lắm. Panorama hả? À, cao hả? Panorama ok đó. Đâu cho cộng cái theo đi. Chị, em quay về đi. Thấy không? Đó, cao rồi mọi người. Cao. Trong này cây nó thẳng đứng à. Đó, lá bên trên thấy cái người mình nó nhỏ cỡ nào, cái cây nó bự cỡ nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, hai đứng vô đi, em đang kéo xuống từ trên xuống dưới nè. Ok, được. Rồi, khen vô không? Khen vô đi, ba sẽ chụp panorama cho con. Đó, thấy chị hai mình nhỏ xíu kìa. Wow. Chị hai sao chui quá ghê. Ai chụp chụp nha. Đi vô đi con. Ờ. Chụp cái gì vậy? Ấy gửi tặng bạn trai. Lấy khẩu trang ra. Ok em mặc khăn lắm. Kiếm ơi nhìn ba này kia. Ờ sao đâu, muốn anh em cho biết chứ. Bày tay cũng hay kìa. Dựng hai chụp xong rồi, cả nhà bày tay đi. Đang quay. Chạm tay hả? Mang vào tay không? Có không? Có vào tay đen. Mà dày không? Dày. Sao? Có nè. Mang không? Mày lấy. Lấy nè. Ờ. Cái đây ngã nè. Wow. Nó giống như cái hang hả con? Không? Rồi, giới thiệu sơ sơ về cái cây này tí xíu đi. Điểm này là điểm số 4. Cây này là nó bị ngã xuống tháng 9 năm 1965. Nó nặng 2600 tấn. Tấn tiếng Việt là gì? Tấn 2600 tấn. Ok. Nói chung là Rồi thì cũng phải ngã xuống thôi. Chúng ta rồi cũng sẽ giống như cái cây này thôi. Tới lúc cũng phải ngã xuống thôi. Đây, anh chụp cho bố. Wow. Chỗ này rất là đẹp. Đúng rồi. Đó, cái này cũng... Rồi, Terry, ok. Lots of hearts. Okay. Tự nhiên mẹ làm cho con đi, con phải né ra chứ. Cây số 5 hả? À, cây số 5. Cây này là
Ồ, cây này là cây vua nè, chúa tể ở đây nè. À, Khang muốn làm chúa tể hả? Cô hai muốn làm gì mà lại rời cây đây? Mình đang ở trong không có trong cái hầm mà trong một cái. Dạ, cái này là một cái lỗ của cái thân cây nó ngã xuống này. Nó giống như là một cái hầm ở Củ Chi vậy đó. Yo, Khang, have you ever gone to the Củ Chi Tunnel? No. No? Yeah. Lâu quá, 2 năm rồi chưa về Việt Nam mà. Oh, okay. So, cái này là một cái lỗ, cái thân cây nó ngã xuống nè, chui vô, nó giống như là một cái hang động vậy đó. Đúng rồi. À. Đây. Thôi, không chơi đó. Không chơi trời tiết nha. Trời mưa rồi, đội mũ lên nha. Nó tách ra nên nè. Một cây á, hai cây nằm một chỗ và một cây nó tách làm đôi. Cái chỗ này người ta đặt là cây sinh đôi. Bạn Kim đòi lái xe rồi, có vỏ bánh. Bạn Kim ăn thấy chưa? Đói bụng hả? Con làm cúng về xe. Tự nhiên đi vô đầy mà về xe. Mẹ làm dày quá này, cúng vô hết rồi. Có một con cây cho đó. Cho ăn cái đi hả? Cái này nè, hai bạn là em đứng trên giữa này. Không, bây giờ em đứng đi cho phi. Rồi, one more. Giữa hai tay luôn. Yeah, thấy đó. Đâu ngã chia ly hả? Nên mọi người ở đây họ cưa ra nè. Cưa ngang cái cây. Khi bác nó kêu ơi, dép dơ vậy chút nữa lên xe ba dơ xe làm sao? Nó kêu dơ thì nói giờ con rửa cho ba. Nó kêu xe của ai? Giờ nãy rửa xe đó xe của ba, ba rửa. Thật bị đừng có nói dữ quá. Ok. One more. Đẩy mạnh lên. Đây, đây thôi. Đây. Trời quá. Cái móc chưa quen cũng vậy. Móng ngón chân á. Nó lạnh lắm chỉ đó. Hả? Cái nữa này lại nè. Vô nè. Lại đó. 1 2 3. Mùa này vẫn đang là còn Covid cho nên là đi đâu cũng phải mang khẩu trang vậy đó. Này đang chơi tiếp. Chơi con này. Chụp chưa? Đâu? Này cũng chơi tiếp. Giờ coi lên cho mẹ chụp nha. Đây nè. Đi. Một, ba, đấm cái này bể nè. Một. Đấm đây coi đúng. Một, hai, ba, bốn. Ồ, gớm quá. Hai đâu? Bao nhiêu là đẩy cái cây đi đúng không? Anh đẩy ra đúng không? Hợp, hình như thấy hai hộp đi tuyết đó rồi. Gái okay, kìa. Đây, ok. Come here. Wait. Nè con ăn tuyết. Nè con. Đây là tuyết. Đó, rất là đẹp. Tuyết trắng. Okay. You ready? Cũng ghiền, ướt hết cái bao tay rồi, bây giờ thấy chết cũng ghiền. Đây con bánh, con gãy luôn. Con gãy. 1, 2, 3. Nó chọi với con hai nè. Chọi cái này nè. 1, 2, 3. Yeah. Ôi lỡ. Chuyện lỗi. Chuyện lỗi. Gì vậy Khang? À, thấy cô hai đi giữ thân bằng hay không? Kim đi chậm chậm thôi, chứ trơn trật. Ê,
thôi thôi đi vô đi đàng hoàng đi chứ không nên trơn trượt á. Từ người tuần mùa đông nha. Và tim em ôi băng giá. Đó, tuyết rất là đẹp.